giá vàng sụt giảm, nhà đầu tư kiếm tìm động lực mới. Lúc gần 7 giờ 30 phút sáng nay, ngày 27 tháng 7, giá vàng giao được Kiko Com niêm yết ở mức 1.797,5 đô mỗi ao. Giá vàng SGC tại Hà Nội phiên sáng ngày 27 tháng 7 được giao dịch ở 56,8 đến 57,8 triệu đồng mỗi lượng, mua vào, bán ra, không thay đổi so với chốt phiên ngày 26 tháng 7. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá chốt phiên là 56,6 đến 57,3 triệu đồng mỗi lượng, mua, bán giảm lần lượt 200.000 đồng mỗi lượng chiều mua và 150.000 đồng mỗi lượng chiều bán. Trên thế giới, lúc gần 7 giờ 30 phút sáng nay, ngày 27 tháng 7, giá vàng giao ngay qua niêm yết của Kitcocom ở mức 1.797,5 đô mỗi ao. Giá vàng sụt giảm, mất mốc 1.800 đô mỗi ao sau khi doanh số bán nhà mới của Mỹ tháng 6 được công bố đã giảm 6,6%. Tuần qua, quy tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ra 1,17 tấn vàng, Lượng vàng nắm giữ của quỹ chỉ còn 1.027,38 tấn. Hiện nhà đầu tư đang nghe ngóng thông tin trước thềm cuộc họp của cục dự trữ liên bang Mỹ, phép diễn ra trong tuần này. Thị trường chờ đợi tín hiệu phép phát đi có liên quan đến việc thu hẹp quy mô mua trái phiếu hay không. Jim, nhà phân tích cấp cao của Kitco Metal, cho hay thị trường đang tìm kiếm một động lực cơ bản mới và thực tế cho thấy không có một động lực nào. Bởi lợi suất thực tế yếu hơn và sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 không đủ để đẩy giá lên cao hơn.